Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn, và đây là chương trình Ai Đến Hôm Nay. Hôm nay thì chúng ta sẽ gặp gỡ với một nhân vật khách mời. Nhân vật này sẽ mang đến chúng ta những câu chuyện gì, sẽ có những thử thách nào dành cho khách mời của chúng ta. Vậy thì hãy cùng chờ xem hôm nay ai đến. Anh nhận ra rằng anh đã chót có tình cảm với một người. Và nếu như may mắn, anh sẽ được cùng cô ấy đi một chặng đường dài sắp tới. Em có nghĩ như vậy không? Có lẽ là với những hình ảnh vừa rồi thì quý vị đã biết ngay là nhân vật sẽ đến với trường quay của chúng ta ngày hôm nay là ai. Xin được giới thiệu với quý vị, đó là trưởng công an xã Tân Xuân. Xin chào anh ạ. Thưa quý vị, hôm nay thì đến với Ai Đến Hôm Nay đó là diễn viên Anh Tuấn. Trong thời gian này thì công việc này rồi là cuộc sống thì mọi thứ như nào, mọi thứ ổn không? Thời gian này thì cuộc sống của mình đang có rất nhiều thay đổi. Gia đình của em thì mới đón nhận thêm một thành viên mới. Và từ khi mà vợ em mang bầu đến giờ thì hoàn toàn là em không hoạt động gì để mà tập trung chăm sóc vợ. Đến ngày sinh em bé rồi đến bây giờ thì bắt đầu em mới nhận thêm job để bắt đầu đi làm, để có mua sữa cho con. À, đấy, quý vị đạo diễn nào mà đang xem chương trình thì nhớ gương mặt rất là điển trai này, để ví dụ như là có một cái vai diễn nào phù hợp thì mời anh Tuấn tham gia. Đợt này là sữa nó cũng lên giá. Đúng rồi. Chúng ta hãy nói một chút cảm xúc của một ông bố trẻ đi. Nói như thế nào? Em không biết phải tả, không biết dùng từ nào để tả, nó có quá nhiều cảm xúc, có quá nhiều cái mới lạ. Từ việc mà mình đang quen với cái cuồng đi làm rất là vất vả, nhưng bây giờ thì nó thay đổi hoàn toàn. Em đã phải gác công việc sang một bên để dành 100% ở nhà để chăm hai mẹ con từ khi mà em bé con đang trong bụng. Rồi đến khi mà vợ em đẻ lại thêm những trải nghiệm mới nữa. Có rất là nhiều thứ thú vị, và em thực sự lúc này là cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà có thêm thành viên mới là bé Xoài. Hãy nói một chút về cái hành trình đưa vợ đi đẻ và đón bé Xoài chào đời đi. Chắc là phải bắt đầu từ tối ngày hôm trước, tức là vợ em đã có biểu hiện là đau rồi. Thì vợ em cũng có bảo là em hơi tức bụng, hơi khó chịu, nhưng mà cũng chưa có cái suy nghĩ là sẽ đẻ đâu. Có một vài vấn đề là phải đợi một bên ekip, tức là em muốn ghi lại cái khoảnh khắc đó thì phải đợi ekip đến nữa. Trong cái thời gian đợi thì em và vợ em là hết chụp ảnh rồi lại quay TikTok này. Vẫn bình tĩnh, diễn rất là tự nhiên, mà thực sự thì em cũng cảm thấy là rất là khâm phục vợ mình khi mà chịu đau rất là giỏi. Bây giờ rất là nhiều người khi mà biết có Tuấn đến với Ai Đến Hôm Nay ấy, thì họ cũng có inbox về cho chương trình hỏi là giúp các bạn khán giả hỏi thử xem là bí kíp nào mà lại có thể là tán đổ một cô vợ kém đến tận 11 tuổi, tức là gần một giáp đấy. Đúng rồi. Do là mọi thứ nó tự nhiên hay là mình có một cái bí kíp riêng? Không, thực ra là mọi thứ rất là tự nhiên ạ. Bản thân em và vợ cũng quen nhau rất là tình cờ khi mà em đi làm job này. Một người bạn của em mới book vợ em thì lại làm chuyên viên make up, chuyên viên trang điểm, thì lại book vợ em để làm cho em. Thì là nói chung là cũng là quen nhau qua công việc, mặc dù là lần đấy em trả tiền thôi, sau rồi em make up em không trả tiền nữa. và sau khi cái lần làm việc đó thì em cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm rồi. Vợ chồng rủ nhau đi chơi này nọ, và đó là lần duy nhất mà em trả tiền make up cho vợ em. Bây giờ có lẽ chúng ta sẽ quay trở lại với công việc một chút cùng với Tuấn nhá. Có lẽ là thời gian gần đây thì mọi người biết đến với một cái vai diễn rất là mới, đó là vai Nam, trưởng công an xã Tân Xuân. Không biết là cái vai diễn này thì với cá nhân Tuấn thì thấy thế nào? Với vai diễn này thì thực sự là nó cũng là rất là mới đối với em. Lần đầu tiên trải nghiệm đóng vai một chiến sĩ công an thì nó cũng có rất là nhiều khó khăn. Có một cái điều khó nữa ở trong cái phim này, đó là cái vai diễn đồng chí Nam thì xuất thân là cảnh sát hình sự, rồi lại về làng xã làm. Thì lúc đầu thì
anh luôn gò cho em là phải lạnh lùng, phải hình sự, và dân hình sự mà không thể nào mà mình nhẹ nhàng được. Để mà thay đổi ngay từ một hình tượng của một cảnh sát hình sự về làng xã để mà gần dân thì nó rất là khó, nó phải có cả một quá trình. Đấy cũng là một cái mà khó khăn khi mà em làm phim. Và vậy thì với bộ phim Phố Trong Làng thì cái kỷ niệm nào mà khiến cho Tuấn cảm thấy nhớ nhất cho đến tận ngày hôm nay? Trong quá trình làm phim, kỷ niệm nhớ nhất có lẽ là lúc mà em bị dạn xương chân. Cảnh quay đuổi bắt tội phạm ở trên núi. Và trong khi mà đuổi bắt thì em có chấn thương và bị lúc đấy thì cũng không nghĩ là nó nặng như thế, chỉ đau thôi. Rồi ngày hôm sau thì không thể đi được. Đoàn phim phải nghỉ mất đâu đó khoảng 15 ngày. Và đoàn phim đã phải quay tất cả những cái cảnh phụ trong khi mà em bị chấn thương. Nhưng mà khi mà em bị chấn thương thì nói chung là mình cũng không có nhiều thời gian để mà mình nghỉ dưỡng để cho hồi phục hẳn. Khi mà chưa hồi phục thì em đã phải đi quay rồi. Và có rất là nhiều hình ảnh là em chống nạng đi đến trường quay để quay. Và có những lúc đau đến mức mà ngồi xe lăn để di chuyển từ bối cảnh mà phòng ngủ của các đồng chí là lên đến cái phòng làm việc, rồi là lên phòng tiếp dân, là mình phải di chuyển bằng xe lăn đến nơi là mọi người lại bê vác để em vào vị trí để ngồi quay. Và đấy có lẽ là kỷ niệm mà nhớ nhất trong, em nghĩ là chắc là phải là quãng đời làm phim luôn, lần đầu tiên mà em bị chấn thương trong khi làm phim như vậy. Rõ ràng là diễn viên, đặc biệt là với những cái vai diễn mà cần hành động thì nó phải đối mặt với rất nhiều rủi ro, và bản thân Tuấn là đã trải qua những cái trải nghiệm thực tế, đúng không? Rồi, bây giờ thì tạm thời mình chia tay với vai trò của một diễn viên đi. Đến với chương trình Ai Đến Hôm Nay thì bao giờ cũng sẽ có một số những cái thử thách. Thử thách đơn giản thôi. Đó là chương trình sẽ đưa ra một số những cái tên bài hát đã viết tắt, tức là chỉ có những cái ký tự đầu tiên thôi của các chữ cái trong cái tên bài hát đó. Và việc của Tuấn là sẽ phải đoán đọc tên ra bài tên bài hát là gì. Okay. Bắt đầu. Tên bài hát này là gì? Chữ này thì em nghĩ ngay là một cái cán bộ xã thì chắc chắn không phải tên bài hát rồi. Biết đâu đấy, nhớ có bài cán bộ xã thì sao? Có cái bài hát đấy chưa được viết. Chưa được phổ cập. Thường thì nghe vào cái mùa nào mà nhận được tiền lì xì ấy? X thì chắc là xuân rồi, nhưng mà CB là nhỉ? 5 4 3 2 Chịu ạ. Còn đến xuân rồi. Trời ơi. Còn đến xuân. Nhắc đến từ xuân rồi. Okay. Tức là từ bây giờ chúng ta không được phép sai nữa nhá. Okay. Là hết cơ hội rồi. Đúng rồi. Tên bài hát của một ca nhạc sĩ rất là nổi tiếng ở miền Trung. Vợ người ta. Yes. Rồi đúng okay. Rồi. Chính xác, vợ người ta. Đây là tên của một bài hát mà được một ca sĩ nữ thể hiện và sau đó được một Divo đã cover lại. Tên bài hát này nó có một từ nói về tình hình thời tiết. thời tiết có gì? Ngày chưa dông bão. Đúng xác, ngày chưa dông bão đấy. Ok. Đây là tên một bài hát. tên một bài hát của một nữ ca sĩ. Thôi mình nói luôn, của Hương Giang. Thì là anh đang ở đâu đấy anh? Đúng rồi, anh đang ở đâu đấy anh, chính xác. Người yêu cũ. Đúng rồi. Chưa quên người yêu cũ. Chính xác, chưa quên người yêu cũ. Rồi, chúng ta còn hai cái tên đấy, em còn chưa biết bài này như thế. Rồi. Đây là tên của một bài hát rất mới. Một nhân vật cũng vừa lên chương trình của VTV, rất là nổi tiếng. Mang tiền về cho mẹ. Đừng mang ít tiền về cho mẹ. Biết rồi. Một bài rất mới của Đen. Nó liên quan đến công việc hiện tại của Tuấn. Diễn viên tồi. Yeah, tuyệt vời. Đấy, thật sự hôm nay là gợi ý hết mức rồi ấy. Rồi. Em còn chưa biết bài đó luôn. Và đây là một cái bài hát cuối. Chỉ có 5 giây để chúng ta suy nghĩ và không có bất kỳ gợi ý nào nhá. Ok, rồi. Cơn mưa ngang qua. Tuyệt vời. Ok rồi. Ok. Rồi. Đấy, rất may. Thường thì may là em cũng là Sky cho nên là. Rồi, yên tâm, bởi vì là một chương trình thì sẽ bao giờ cũng có hai thử thách, và 100% tất cả những khách mời đến với chương trình này chưa bao giờ vượt qua được cả hai thử thách cả. Okay. Em cũng hiểu được điều đó mà. Rồi, cũng hiểu được điều đó. Đến với chương trình này là chỉ có gọi là khập khiễng đi về thôi chứ không đi được hai chân nữa đâu rồi nhá.
Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện cùng với công việc của Tuấn. Bây giờ nói về cái việc vai diễn đi, thì có một cái câu hỏi như này, có thể là hơi mất lòng một chút nhá. Dạ. Bạn đã từng có rất nhiều vai diễn khác nhau được khán giả ghi nhận. Tuy nhiên là đến với vai nam trong phim Phố Trong Làng thì nhiều người nhận xét là cái vai diễn này nó vẫn đang hơi bị cứng. Nó chưa thực sự tự nhiên. Cảm giác của Tuấn như thế nào khi mà đọc những phản hồi như vậy? Cái đấy thì em cũng không ngạc nhiên lắm. Và ngay từ lúc đầu thì bản thân em có một cái suy nghĩ như thế này cho nhân vật này. Mình muốn một cái nhân vật nó thú vị, mình muốn tạo dựng nên một cái hình tượng thú vị cho nhân vật thì luôn luôn mình phải để cho khán giả có cái sự so sánh. Đầu phim có thể là khán giả sẽ hơi khó chịu, hơi ghét mình, rồi đến cuối phim thì bản thân em lại xây dựng làm sao từ cái cách ăn nói, cách diễn để làm sao mà lại lấy lại cái cảm giác thích thú cho khán giả. Bởi vì là bản thân em suy nghĩ là khi mà mình làm một cái vai diễn mà nó cứ một màu đáng yêu từ đầu đến cuối thì nó cũng không có gì hay cả. Hay là nó cái vai diễn nó sẽ bị ghét từ đầu đến cuối thì nó cũng không để lại cho khán giả cái gì cả. Thì đó cũng là một cái mà để mình tạo dựng nên cái sự thú vị cho nhân vật. Còn cái cách diễn đơ các thứ thì có thể là do bản thân em chưa được đóng nhiều phim về lực lượng ngành. Thì có thể cũng là lỗi do em. Dù sao thì mình cũng phải làm cho khán giả trải nghiệm những cái cảm xúc về cái nhân vật của mình. Và cái đó, chuyện đó là chuyện mà em cũng welcome đón nhận cả những cái lời khen và những lời chê để chúng ta có thể làm tốt hơn, đúng không? Dạ. Bây giờ thì có lẽ là mọi người sẽ hỏi một chút về tương lai đi. Câu chuyện tương lai thì cá nhân Tuấn sẽ có một cái dự định gì thời gian gần đây không, để chia sẻ với các khán giả của Ai Đến Hôm Nay? Trong thời gian tới em sẽ đào tạo các bạn nhí. Vừa rồi thì em cũng có tổ chức một chương trình đầu tay, các bạn nhí sẽ diễn mẫu cùng với cả các bạn thú cưng, và sau này em cũng sẽ hợp tác nhiều hơn với cả Hàn Quốc. Vì em cũng có một đơn vị ở bên Hàn Quốc muốn là hợp tác để mà làm sao đưa những bạn nhí tài năng ở Việt Nam sang Hàn Quốc để mà học tập đào tạo. Bây giờ thì tạm chia tay với câu chuyện về nghề đi, chúng ta lại đến với thử thách thứ hai. Thử thách thứ hai này thì cũng rất là quen thuộc với khán giả của Ai Đến Hôm Nay. Chúng ta sẽ lựa chọn 3 lá bài. Bây giờ công việc của bạn đó là chúng ta sẽ lật từng lá bài một và sẽ thực hiện theo yêu cầu của lá bài trong đó. Thực hiện được thì vượt qua, không được thì bị phạt. Bạn có để tâm đến quá khứ của người kia không? Của vợ đấy. Nào, bây giờ câu trả lời của Tuấn là gì? Bản thân em thì từ trước đến giờ luôn luôn là mình sống vì hiện tại và tương lai, và em cũng không có quá nhiều suy nghĩ đến cái quá khứ của cái người ở bên cạnh mình làm gì cả. Bản thân em cũng luôn luôn muốn cái người bên cạnh mình hiểu và mình cùng sống theo cái mục đích đó, để làm sao mà cuộc sống luôn luôn cố gắng để mà mình ngày mai mình sẽ cố gắng tốt hơn ngày hôm nay. Và đó là cái câu trả lời của em, là không quan tâm gì đến quá khứ. Rồi, xin mời lá bài tiếp theo ạ. Người nắm giữ lá bài chọn một người để chơi bản tù tì, ai thua sẽ phải chịu hình phạt. Ai thua đây tức là khách mời thua sẽ bị phạt, chứ bình thường là người dẫn chương trình thua không bị phạt. Được. Lâu lắm chỉ rồi. Thắng mới thể vượt qua thôi. Đúng rồi. Chúng ta sẽ chơi 3 keo. Ok ạ. Nhá. Tức là thắng 2 keo là thắng. Rồi. Ok. 1 2 3 là ra đúng không? Đúng rồi. Ok. Anh đếm đi. 1 2 3. 1 2 3. Rồi. Không. Ok. 1 2 3. Trò này hay lắm. Rồi, xuất sắc. Rồi, như vậy là chúng ta đã thấy là diễn viên anh Tuấn là đã vượt qua. Hôm nay tôi đen. Ok, nào xin chưa vượt qua. Còn the last one. Là bài cuối. Xin mời ạ. Kể về kỷ niệm đội quần đáng quên nhất hoặc chịu phạt. Đội quần tức là một cái kỷ niệm mà xấu hổ nhất của mình đúng không? Không biết là Tuấn có sẵn sàng chia sẻ không hay là chịu phạt? Sẵn sàng rồi ạ. Sẵn sàng luôn. Vâng, bởi vì đây cũng là một cái mà kỷ niệm khi làm nghề. Hồi đó là khi em đi quay phim Zippo 18 và em, cách đây cũng mấy năm rồi. Thì có một cái cảnh quay là ở ngoài chợ. Cảnh đấy là cái nhân vật của em bị nhân vật của Nhã Phương đổ cái nước dưa. Anh biết cái mùi nước dưa? Biết. Tức là em đen ở một cái là có hai vại. Một vại là mới, họa sĩ chuẩn bị là có dưa mới. Và một cái vại thì là dưa cũ. Là dưa thật đấy. Và mùi thật. Thì Nhã Phương lúc đấy là diễn hai đường diễn căng lắm rồi. Em nhìn thấy bạn ấy vớ vào cái vại giả rồi, nhưng mà không biết làm thế nào cả. Bởi vì đang diễn chẳng lẽ lại bảo quay dừng lại. Một phát từ đầu xuống chân. Rồi sau đó thì cái quãng đường mà từ chỗ điểm quay của em đến chỗ mà phòng nghỉ để mà thay đồ và tắm rửa là phải đi qua một cái chợ.
Em đi bộ từ đầu phố đến cuối phố là tức là chưa cần nhìn đến mặt là người ta đã ngửi thấy mùi rồi. Người ta ngửi thấy mùi trước khi người ta có mùi gì đâu. Rồi quay ra nhìn thấy em, tức là em gần như là hôm đấy em diễu hành trên phố với cái mùi đấy. Ok, rồi cảm ơn Tuấn. Như vậy là chúc mừng Tuấn, thứ nhất là vượt qua được thử thách của chương trình. Và thứ hai nữa là cho đến thời điểm hiện tại, tính đến ngày hôm nay khi mà chương trình lên sóng thì Tuấn là người đầu tiên vượt qua hai thử thách mà không bị phạt. Chúc mừng. Thật sự ạ? Thật sự ạ? Thật sự luôn. Chưa ai mà vượt qua được hai thử thách đâu. Rồi, ok, chúng ta hãy chia tay với những cái phần về công việc, về gia đình của Tuấn nhá. Bây giờ thì mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của Ai Đến Hôm Nay, đó chính là chọn màu hashtag. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Ai Đến Hôm Nay và đến với phần chọn màu hashtag. Như thường lệ, chúng ta sẽ mời khách mời trong chương trình này chọn 3 con số ngẫu nhiên từ 1 đến 9. Xin mời em. Số 1, 7, số 9. Ok, 1, 7, 9. Số 1 là một hashtag màu trắng với từ khóa là cải tạo nhà. Đây là một xu hướng của rất nhiều các bạn trẻ Việt Nam bây giờ. Tức là họ sẽ mua những cái ngôi nhà cũ và sau đó là cải tạo theo ý và sở thích của họ. Và nhiều bạn đánh giá là việc cải tạo nhà thì thậm chí là còn tiết kiệm hơn rất nhiều so với việc mua nhà mới. Không biết là với cá nhân của Tuấn thì như nào? Nếu như mà mình làm được một căn nhà, một cái nơi mà mình sẽ ở rất là lâu, và thì nếu mà mình làm được theo cái sở thích của mình thì đó là một điều tuyệt vời nhất. Nhưng nếu như mà mình kinh phí không cho phép thì mình có thể cải tạo lại một cái ngôi nhà cũ như thế. Đó cũng là một cái mà rất là hay. Em được. Cũng rất là tán thành cái việc đó. Và bây giờ đến với từ khóa thứ hai của chúng ta ở số 7, đúng không? Đúng. Số 7 của chúng ta là một từ khóa màu hashtag màu đen. Nghệ sĩ bị quấy rối đời tư. Mới đây thì một trang báo của Hàn Quốc có đăng tải một cái sự việc là một ngôi sao nữ nổi tiếng của K-pop phải đối mặt với rất nhiều những cái phiền toái, ví dụ như là bị gọi điện này, gửi thư liên tục này, thậm chí là có fan cuồng là đòi đến nhà để gặp mặt. Với Tuấn thì sao? Đã bao giờ mình gặp phải những cái cảnh như vậy chưa? Bản thân em cũng là một nạn nhân. Nạn nhân rồi. Ok, như nào? Khi mà còn hoạt động và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. Tức là khi em đi về nhà thì gần như là mỗi ngày em đều cảm thấy là có người đi theo mình. Tôi biết được nhà của em ở đấy luôn rồi và ném vào nhà để cho bạn em đọc được những cái lời mà không hay tí nào. Mà bản thân em sau những cái chuyện như vậy là em luôn luôn mình nghĩ là mình không nên công khai bất cứ gì đời tư của mình, bởi vì mình tránh cho bản thân cũng như là cho cái người bạn của mình không gặp phiền phức. Đợt đấy em nhớ em phải chuyển nhà 3 lần trong chung cư, nhưng mà chuyển nhà 3 lần thì đến lần thứ 3 thì bắt đầu những cái chuyện đấy không xảy ra nữa. Thì em nghĩ là cái chuyện đó thì tư tưởng của các bạn fan sẽ cần phải chỉnh đốn một chút, tiết chế lại một chút. Ok. Rồi, bây giờ sẽ là cái từ khóa ở con số cuối cùng là số 9. Số 9 của chúng ta là một hashtag màu cam. Chúng ta vẫn đang có những ý kiến rất là khác nhau liên quan đến từ khóa này. Đó là đàn ông phải có nhà và xe mới lấy được vợ. Đây là một cái thực tế rất là cay nghiệt tại Trung Quốc. Rất là nhiều nam thanh niên đến tuổi lập gia đình. Tuy nhiên là khi mà chưa có nhà hoặc chưa có xe thì đôi khi bên nhà gái họ không đồng ý, họ không chấp nhận điều đấy. Tuấn thì sao? Lúc lấy vợ thì có nhà có xe chưa? Bản thân em thì đến bây giờ vẫn chưa có nhà và xe. Bởi vì nhà cũng của bố mẹ, xe cũng là của bố mẹ mua cho. Em cảm thấy thì nó không đúng lắm. Vì là nếu như có nhà và xe nhưng không có tình yêu thì sao? Em cũng đã có những cái suy nghĩ là nếu như sau này mình có con gái thì mình sẽ như thế nào? Bản thân em thì sẽ chắc chắn là để cho con cái thoải mái nhất với lựa chọn cái tình yêu của mình. Từ cái trải nghiệm của mình cũng thấy là phải có tình yêu thì mới có mọi thứ. Nếu như không có tình yêu mà chỉ có vật chất thôi thì nó cũng không thể nào đem lại một cái cuộc sống mà có thể là thoải mái đấy, nhưng nó sẽ không có sự gắn kết nhiều. Bởi vì có những người mà chỉ mải mê đi kiếm tiền thì họ cũng không thể nào mà chăm lo tốt cho gia đình được. Đó là cái suy nghĩ của em. Chúng ta sẽ lấy tình cảm để đo lường hạnh phúc chứ đừng lấy vật chất để đo lường hạnh phúc, đúng không? Đúng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với căn phòng cuối cùng của chương trình này, đó chính là góc review. Và thưa quý vị, ở góc review thì hãy cùng xem ngày hôm nay thì vị khách mời của chương trình sẽ lựa chọn chủ đề gì. Chúng ta sẽ có 3 chủ đề, 1 trong 3 để Tuấn lựa chọn. Một là điện ảnh, 2 là âm nhạc, 3 là sách. Em nghĩ là âm nhạc đi. Âm nhạc, một bài hát mà nó mang đến cho mình một cái năng lượng tích cực. Mỗi khi mình cảm thấy mệt, mỗi khi mình cảm thấy căng thẳng trong cuộc sống, nghe nó mình cảm thấy là yêu đời, lạc quan hơn. Đó là bài hát gì? Có lẽ là ca khúc Gửi Ngàn Lời Yêu của anh Tuấn Hưng. À rồi, tại sao Tuấn lại thích bài hát này? Nó buồn mà. Cũng có thể là do
quá thích anh Tuấn Hưng rồi. Quá thích anh Tuấn Hưng rồi. Rồi, một lần nữa cảm ơn Tuấn đã đến với chương trình Ai Đến Hôm Nay, và chúc cho mọi cái mong muốn, những dự định của bạn sẽ trở thành hiện thực. Thêm nhiều vai diễn để đời, và đặc biệt là có bầu show nào thì hãy liên hệ với Tuấn để mời bạn đi quay trở lại với sân khấu, đúng không ạ? Vâng, và cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian theo dõi Ai Đến Hôm Nay. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin chào ạ.